chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì lại quay trở lại với con máy xúc tí hon ngồi đồng cuối ná, một con ông cố ngoại di chuyển đi về ngay sau khi làm xong cái công trình sân tennis. Thì bây giờ là máy sẽ đánh bộ để đi di chuyển về nhà. Từ đây về nhà với một cái bán kính khá là xa, khá là dài, đâu đó khoảng tầm có mấy trăm mét thôi. Đấy, con này cho đi di chuyển đánh bộ về nhà luôn các bạn ạ. Đấy, cái xích cao su này mình có nói rồi, rất là êm. Nhưng mỗi tội là nó chỉ di chuyển cái đường như thế này là được. Còn nó mà leo vào những cái đường đá thì rất là sót máy, tại vì nó rất dễ chém cái phần xích. Đấy, thế là khi cái xích cao su này nó có cái lợi cái đi đường này rất là êm. Nhưng mà nếu mà đi vào cái đường mà nó có nhiều đá ấy, nó sẽ bị chém xích, thì rất hay dễ bị đứt xích, tuột xích, hoặc là nặng hơn là bị bể những cái mũi cao su. Đấy, đây đang di chuyển con tí hon này để về nhà. Đấy, đánh bộ luôn. Đấy, rất là đơn giản không ạ? Đây, di chuyển con này. Ôi, sự cố rồi, đứt rồi. Sự cố nhỏ nhỏ rồi. Sự cố nhỏ thì đứt cái này rồi. Đây, thì tuột mất cái này rồi mà sự cố nhỏ. Sự cố nhỏ. Ôi, cứ bỏ về đi. Đấy, lại gặp trục trặc rồi. Không biết làm sao mà lại bị rơi mất cái kia, không biết rơi đâu ra. Đây, lang thang trên đường nhỏ nhỏ một đường. Rồi, một mình đi một đường luôn. Một mình trên một đường phố chợ. Mình hỏi xem là lái con tí hon này có vất vả không? Lái con tí hon này thì có nóng không? Chắc chắn là vất vả thì chưa cần nói, nhưng mà về cái độ nóng thì chắc là con này có phần nóng rồi, tại vì xung quanh toàn là kính như thế này mà thời tiết như thế này thì cũng rất là nóng rồi. Đây, di chuyển trong đường nông thôn đây. Nóng không? Lái con này có nóng không? Nóng không? Lái con này nóng lắm. Nhưng mà vì cuộc sống gọi là vì cái cuộc sống nó không giống được cái cuộc đời, và cái cuộc đời nó không cho phép, nên là bắt buộc là nóng cũng phải chấp nhận chiến các bạn ạ. Đó là xịn sò đấy. Đây giống như kiểu lái một con mini tí hon đi dạo quanh đường làng này. Hết tốc độ chưa? Chạy nhanh hết cỡ chưa? Sao? Chạy nhanh hết cỡ chưa? Có nút rùa thỏa không? Nó có đâu mà. Một chế độ thôi à? Này, có một chế độ này. Con này mang đi bất trộm đều được. Đi dọc đường này ghé qua lấy gầu để hái trộm khá là hay. Mình một đường luôn. Khu ta này là về mảng máy xúc thì không nổi trội lắm, nhưng mà về vòng máy gặt thì cực kỳ nổi trội. Đấy, khu cao su mà đi thì nó được cái nó êm, nhưng mà máy xúc bánh xích ấy, gọi nói chung mà đi vào cái đường mà nó gồ gà gồ ghề vậy rất là sóc, bù lại được cái gỗ cao su nên là nó cũng rất là êm, nó đỡ được. Có trộm chuối này ở đây à? Đấy.
cho đi về đâu đây. À, về trong bãi với một cái cự ly khá là dài, với một cự ly là cực kỳ dài, đâu đó có vài trăm mét đấy, làm ngay khu vực bên này luôn, ngay sát phần nhà. Mình sẽ xuống hỏi là lái con mini Tlisi này là có dễ dàng không, có khó không. Đấy, vậy là máy đã đánh bộ về đây rồi. Bây giờ kiếm chỗ nào mát mẻ, đẹp trai thì đậu nó vào. Rồi. Đậu đấy, đậu trong này. Ôi đậu đấy được rồi. Này, cất vào trong cái dưới cái lùm bóng cây này cho nó mát. Ôi. Đấy, cho vào lùm sát bóng cây này cho nó mát. Còn về đây còn trêu nhau nữa, còn múa thử này. Rất là đều đây này. Test thử thế là sau khi về đây là còn nhớ nghề sao, còn muốn đang muốn thử nữa này. Tập gym à? Tập gym à? Lái con này dễ không? Lái con này dễ không? Ok rồi đấy. Lái con này lương mấy triệu là làm được. Con này lương lái mấy triệu thì làm được. Lương ngày thôi à? Anh em nào cần lái ngày thì alo nhá. Rồi, ngày hôm nay mình có một cái video xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, hãy chia sẻ video, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nhận nhiều video mới. Kính chào và hẹn gặp lại mọi người các video lần tiếp theo.